Đây cả nhà ăn cá nướng các bạn ơi. Ngon lành không? Ốc nướng nữa nè ta. Đã quá. Vậy sao không để nguyên con mới? Nay còn nguyên vậy đó, đã lắm. Cái lượng trái chân em nhìn chưa thấy nguyên cục chỗ lũi mà trái không. Cá nướng nha, cá nướng nha anh em. Mình nướng rồi mình quay phim không nghe, mình không có được ăn. Nhỏ này nghe các bạn, hai em nhỏ gia đình khó khăn à. Ăn ngon lành vô coi. Quá đáng sao? Ngon không? Ngon phải chưa? Đã dữ dằn ha. Ngon không Mỹ Phụng? Ngon. Ôi ngon quá à. Cái bé mê phê con thắt đẹp quá lắm. Ngày con thắt không có đồ ăn, con thắt có. Má của con thắt bay sáng. Cá lẩu kiến nướng nha các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Chấm muối rồi. Chấm muối miếng muối rồi. Mối phi giật. Ngon chưa? À. Ngon. Ừ, quá đã, quá đã. Quá gịch, quá gịch. Không bít vô lên ngon chung kìa. Không, có bánh mì rồi. Ai mà mở bánh mì nữa là con ối luôn á. Không có một chút chịu mở. Phi Sơn ăn ngon lành quá. Nhớ chỗ bác Tám ăn nha Phi Sơn. Ba, cậu có con là chín không? Cậu có con là chín đây nghe mấy bạn ơi. Có đồ gấp nướng chở cá đó nha. Đây, cá cục phi. Hả, còn chưa chín. Cục phi không em ơi? Cục phi không mà. Đây. Cá lồng kiến. Ốc đó nghe các bạn. Ốc đây. Đây là trứng cá lồng kiến nha các bạn. Cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Đây. Cái này mình chấm với muối nha. Chấm với muối nha. Đây nghe các bạn, muối nè, chấm muối nè, chấm muối nè, quất 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 quất, đỉnh đỉnh, đỉnh, quá ngon quá ngon. Cái
Dễ gì ngon mày. Đi đi. Thôi lần đó. Ngon. Cà phê này chín nha các bạn. Để ra. Để ở đây. Trời ơi. Thấy một thao xương không mấy bạn? Nãy giờ quất một thao đó. Quay trên cá được rồi. Thấy không? Máy nè. Cầm đi đừng quá. Kìa áo bung của máy bắt cá nước. Qua đi, qua đây. Qua đó đi. Má mồi bé. Mấy mày. Ui. Cá đầu tiên chín ngàn các bạn. Đây. Qua đây, qua đây. Tới chuyện rồi các bạn ơi. Thôi chưa? Cá lẩu kiến nha anh em, cá lẩu kiến nướng nha anh em. Ngọt nha anh em. Đợi chị. Mưa ớt, mưa ớt. Đấy, rồi xong phim. Tới chuyện luôn. Đây. Đây là cái ao nuôi ốc nha các bạn, mô hình nuôi ốc. Ốc ở ngoài đồng mà không có, bây giờ anh em nuôi thế này nè các bạn. Đó. Nè nó. Nuôi cái nó đẻ ra, cái đẻ ra cái cho nó đẻ ra sinh sôi lên cái mình bắt nó bỏ vào bụng. Đó. Thấy cái ao nuôi ốc không các bạn? Đã không? Thấy cái ao nuôi ốc nó không đã không? Nuôi này bữa thì bữa là mình bỏ bụng mình được rồi. Tại ốc này nuôi nó bự hết trơn rồi nè. Thấy chưa? Nuôi bữa thì bữa cái bỏ bụng cái vài bữa cái mình bắt ốc khác đem vô nuôi nữa. Nó tự đẻ được mà con cá. Ngon lắm biết ngon luôn. Lâu lâu mới có ăn được gì hả? Dạ. Đi thì có mà. Bà đi kéo lưới về phải không? Dạ. Có ăn gì không? Không là con mình ăn mấy con mà kiểu như là nó hẹn mỏ ăn quất là ăn ngon quá mọi người ạ. Ngon quá. Okay.
Củ hao mồi. Đây đúng rồi, củ hao mồi kìa. Thôi hai đứng xuống nha hai. Má là cái cài quá. Mít ngồi vô ăn mít. Để vô ăn cũng ngon đấy. Con của mẹ ngon hơn của con mẹ con cũng ăn láng chứ. Mẹ đừng có nói con nặng không. Hết đứng rồi. Hết đi. Dạ cầu ngồi cái này cái miệng. Mày mới la bỏ trong mày, mày lụm thừa tào lao tào nãy mày rồi đó nãy để trong đây nha. Tôi đừng có mồm đi không. Ấy dĩa là của Trung hả? Dĩa là của Trung. Trời ơi cái đầu. Chúng ta không lời. Mời bớt tát. Ăn đi con, ăn đi. Thôi rồi, đúng không à. Cái này là anh ăn là không có tới được cân rồi thôi. Anh sẽ bà ăn. Trời ơi. Mày thứ dữ. Ăn đã nè. Không quá.
ăn nhỏ xin nữa. Để bà ăn. Ngon lắm.
chưa no. Ăn đâu mà dữ vậy. Ngon chưa không Mì Phụng? Cả lắm rồi.